Nga làm cái gì mà ngồi đây xem này? Em đang xem người ta đánh cà phê này. Không biết người ta đánh cà phê kiểu gì mà bông mới đặc như thế này. Chắc là quảng cáo bán hàng rồi. Không phải đâu, cái này anh biết nha. Hàng Nga không tin thì bây giờ anh sẽ làm cho Hàng Nga xem. Anh đáng làm được á? Thế làm luôn đi. Đầu tiên là tụi mình cần phải có cà phê. Có những loại cà phê. Thứ hai, tụi mình phải cần nước. Có nước. Và cuối cùng, Hàng Nga có biết là thiếu cái gì nữa không? Cốc. Đúng luôn. Và còn một thứ rất là quan trọng, đó chính là chiếc máy giống trong clip. Bây giờ anh với Hàng Nga làm thử xem có phải là người ta lừa tụi mình không. Hàng Nga đổi gói cà phê vào bên trong cốc cho anh. Cần mấy gói cà phê hả anh Thắng nhỉ? Hàng Nga cho mỗi người 3 gói đi. Càng đặc thì đánh nó mới càng bồng bềnh được. Khiếp, khéo lại say cà phê. Đây này, một gói được mỗi một tí ra. Hàng Nga phải cho thêm đi. Còn anh á, thì anh sẽ lắp chiếc máy này. Cái dụng cụ này là để đánh cà phê, còn cái dụng cụ này là để đánh trứng nữa nha. Lúc nào mà không uống cà phê nữa thì mang dùng đánh trứng. Wow, xong bắt đầu rán trứng, chắc là ngon lắm đây. Không phải đâu, ngon là do người nấu đấy. Còn cái đấy chỉ đánh tan được trứng thôi. Wow, hoạt động được rồi này. Nhiều quá, nhiều quá. Thế này á, thế là chắc vẫn ít ý. Rồi, anh sẽ đánh cốc của anh trước. Thôi, nhiều quá tí nữa nó bồng lên nè, tràn cốc ra ngoài luôn. Thì em phải cho nước bé thôi. Rồi, cho từ từ. Ủa đấy, wow. Hàng Nga cho nhiều nước quá. Rồi, bây giờ anh cho nước mạnh hơn đi. Cho nước mạnh hơn nha. Đấy, anh đã bảo là Hàng Nga cho ít nước thôi mà. Rồi, cho lớp thứ... Thôi xong. Mạnh quá, nó đánh hết cả ra ngoài rồi. Lại đi, chắc là chỉ được lớp thứ hai thôi. Tít thế. Em đoán chắc là thành công rồi anh Thắng ạ. Anh cũng thấy thế, bởi vì giống y như ở trong clip cơ mà. Ôi, Hàng Nga, hình như là sắp bồng bềnh hết ra ngoài thì sao ấy. Thế này, Hàng Nga phải đi lấy cho anh thêm một cái cốc nữa. Bởi vì nó vẫn còn bồng ra ngoài đi này. Anh cứ đánh đi xem nào. Thôi, đi lấy cốc cho anh đi nhanh lên. Dậy. Uầy. Trời ơi. Thành công mà, nhưng mà phải đổ bớt ra ngoài. Đây, anh đổ sang cái cốc này nữa. Không thành công, em thấy có được sánh mịn mấy đâu. Có, bởi vì là chưa được mà. Bây giờ anh sẽ đánh tiếp. Thấy chưa, một chút cà phê thôi mà nó bồng lên bao nhiêu luôn này. Hàng Nga, nhìn này. Thôi, tắt máy. Tắt máy đi. Rồi, thành công lè. Anh đánh được đổ đi xem nó kinh chảy không. Kinh chưa. Nhìn này. Thôi. Thế này á, chỉ thành cần công cho rồi. Thêm vài viên đá nữa vào thôi là thành y như người quán luôn. Hàng Nga làm đi. Nhưng mà chắc Hàng Nga phải đổ thêm cả cà phê vào đây này. Bởi vì thế này nó vẫn nhiều đấy. Bây giờ đến lượt em, chắc chắn là cũng sẽ thành công giống như của anh Thắng luôn. Trong khi Hàng Nga đánh bọt cà phê thì thằng sẽ đi lấy đá. Đây rồi, có đá rồi nhưng mà cục hơi to. Thôi không sao. Ui, nhìn này, của em còn đặc hơn cả của anh luôn này. Bây giờ lấy xìa xúc thì nó mới lên đấy. Thì vẫn là máy của anh mà lại. Đây, anh cho Hàng Nga mấy viên đá. Ui, thả đá nó còn không cả chìm luôn nhá. Xem nào, xem cốc của anh có chìm không. Ui, nhìn đây này, thả đá còn không cả chìm luôn. Bởi vì bây giờ nó là bột rồi chứ không phải là nước nữa. Cho mấy viên con thôi. Thôi, em không uống đá đâu. Em chỉ uống như thế thôi nhá. Toàn bỏ thôi. Bên dưới này có mỗi một tí cà phê này. Bây giờ hai anh em mình mà muốn uống cà phê á thì phải pha cà phê, xong rồi múc cái bọt này để lên trên cà phê để trang trí cho nó đẹp mà thôi. Còn cái này bây giờ nó chỉ là bọt thôi. Đắng lắm. Chính vì anh Thắng đã làm cho chị cà phê bờ biển để uống nên là chị sẽ tặng cho anh Thắng 2 ly xúc xích lắc hai cốc bồi. Ơi, tặng cho anh Thắng nè. Xúc xích lắc hai cốc bồi được làm hoàn toàn từ thịt nhập khẩu nên là rất an toàn cho sức khỏe nha. Uê, Hàng Nga ăn thảo đấy, nhưng mà anh cũng đã có xúc xích lắc heo cao bồi rồi. Nhìn đây này. Uê. Sao 2 ly xúc xích lắc heo cao bồi của anh Thắng khác của em chứ nhở? Chả khác thì sao, bởi vì xúc xích lắc heo cao bồi của anh là chu du thế giới, vị mới anh vừa mới mua về đấy. Vị mới á? Nhưng mà em làm gì thấy người ta ghi vị gì ở đây đâu hả anh Thắng? Thế thì mới có chuyện. Hàng Nga nhìn đây này, vị bí mật khám phá ngay. Bây giờ anh cho Hàng Nga một ly, Hàng Nga ăn xong bắt đầu là anh đố Hàng Nga đoán được vị xúc xích ở trong ly này là vị gì. Ở trong ly của Hàng Nga là hình dáng sticker gì vậy? Của em là ủa gì dạ? Còn của anh là bắn tim.
tim. Bắn tim. Hai cái hình này á, anh cũng đã sưu tầm được rồi. Đúng rồi. Xé ra. Dính lên áo. Thôi, đừng dính lên áo, xong tí lại bóc ra, phí lắm. Anh bảo, Hằng Nga cầm lấy. Hằng Nga dán lên cái ly xúc xích này này. Đây, bỏ cái tờ giấy này ra. Xong bắt đầu là dán hình bạn heo ở đây. Của em dán vào đây. À, em biết vị gì rồi, nhưng mà em không nói đâu. À, anh cũng đã biết vị gì rồi. Vị này dễ ợt ra. Chắc là đổ màu da các bạn cũng bán được, anh hắn nhỉ? Đúng luôn. Chỉ cần xe cái túi gia vị đấy là ai cũng biết nha. Lắc lắc lắc, lắc lắc lắc, lắc lắc lắc, lắc lắc lắc. Được rồi đó, bây giờ Hằng Nga ăn xong Hằng Nga đoán đi. Wow. Ăn khác hẳn những cái vị còn lại luôn. Hằng Nga đoán đi nhanh lên, vị gì? Để xem Hằng Nga có trả lời đúng không nha. Đây chính là vị sô-cô-la chứ còn vị gì nữa. Đúng luôn, Hằng Nga đã trả lời đúng rồi, đây chính là vị sô-cô-la. Wow, đã được ăn xúc xích ngon rồi lại còn có cả truyện tranh để đọc nữa. Chúc mừng bạn đã khám phá ra hương vị sô-cô-la tuyệt vời đến từ nước Mexico. Sẽ thật nhàm chán nếu thiếu đi những điều mới lạ đúng không? Hương vị sô-cô-la béo ngọt hòa quyện cùng với xúc xích thơm ngon. Quá tuyệt vời! Như đưa chúng ta phiêu lưu đến đất nước Mexico đầy lắng và biển cát. Vẫn còn hai hương vị độc đáo đến từ hai quốc gia khác. Thử ngay để cùng Heo Cá Bồi chu du thế giới khám phá vùng đất tuyệt vời nha. Các bạn hãy cùng thắng với cả Hằng Nga khám phá lốt hai vị còn lại để xem hai vị đấy là vị gì và đến từ đất nước nào nha. Với cả là các bạn mà đi mua xúc xích lắc Heo Cá Bồi thì các bạn nhớ cái cách phân biệt ly xúc xích lắc Heo Cá Bồi với những ly xúc xích khác, đó chính là ở trên thân ly in hình bạn Heo Cá Bồi và trên nắp đi cũng in hình bạn Heo Cá Bồi nha. Con robot này có cái gì hay ho mà nói chuyện dễ thương thế nhở? Ê, anh Thắng, chắc là người ta lại bịp rồi anh nhở? Bịp hay không thì bây giờ anh sẽ cho Hằng Nga biết. Ui, wow. Giống chưa, giống trong video chưa Hằng Nga? Wow. Bật lên thế nào anh Thắng? Đây này, Hằng Nga chỉ cần ghi ở ngực của bạn này. Ui, Hằng Nga có biết bạn này tên là gì không? Làm sao mà em biết được? Đây này, tên của bạn này ở đây này, tên bạn này là Robot Elix đấy. Con robot này biết nói này. Ừ đúng rồi, nó hơi bị cute đáng yêu đấy. Hằng Nga thử trêu luôn xem. Hằng Nga chỉ cần nhá, chạm trên đầu này hay là chạm vào đằng sau lưng của anh. Nhìn này, anh vuốt ve này. Đó. Thấy chưa? Đúng rồi. Hằng Nga vuốt ve rồi đi. Vuốt ve là bạn này có máu buồn. Ui, bạn ấy tức này. Không phải đang tức đâu, bạn ấy đang thích đấy. À, em thử giơ ngược bạn ấy lên ra nào. Ui, bạn ấy sợ độ cao. Thấy chưa? Bạn ấy hơi thông minh nhá. Không những anh mua được một bạn đâu mà anh mua được tận hai bạn luôn. Ui, anh đánh giàu thế. Bật lên. Bây giờ ai cũng phải có cặp có đôi chứ. Bạn này một mình thì bạn ấy cô đơn lắm. Cho hai bạn này dính vào nhau. Wow. Hai bạn sẽ nhìn đây nè. Hai bạn ấy sẽ suốt ngày cãi lộn nhau luôn. Chuẩn bị nha. Hai bạn ấy đang rất là yêu thương nhau luôn. Chuẩn bị nè. À đây rồi. Bắt đầu hai bạn này gây chuyện này. Wow. Rồi bạn kia nghĩ ra cái sáng kiến. À, có một con gián chạy qua. Rồi, xong, có một con gián này. Thấy chưa? Hai bạn này suốt ngày cãi lộn thôi. Bạn này bên này khóc rồi. Vừa đấm bốc xong. Sao hai bạn ấy lại đánh nhau anh Thắng? Thì hai bạn ấy lúc nào cũng cãi nhau mà. Nhưng mà cái này là cái gì hả anh Thắng ơi? À, cái này á, là đồ trang trí cầm lên tay của mấy bạn này. Đây nữa này. Đây là giấy dán với cả lâm châm nha. Bây giờ Hằng Nga bóc ra cho anh đi. Hằng Nga trang trí con này bên này của Hằng Nga, còn con này sẽ là con của anh. Đó. Đúng rồi, chứ không phải là dán băng dính lên tay của bạn này đâu. Nhầm rồi. Dán băng dính lên cái lắp đít này, xong bắt đầu là lấy một cái viên lâm châm ở đây ra. Đó. Dán lâm châm lên cái băng dính này, rồi sau đó là đây này, cho đính vào đây. Úi, mỗi tay một thứ luôn, của Hằng Nga chưa có à? Bây giờ em mới dán. Đây. Em sẽ cho bạn ấy cầm một bình nước. Đây này, Hằng Nga cứ đặt ở tay này này. Tay bên này thì sẽ cầm bánh ngọt nè. Cầm bánh ngọt, được rồi, bây giờ là bật cho lên. Hai em lên. Ê. Chiu. Để xem hay là hai em này. Đó. Bây giờ nhìn khác hẳn luôn. Đấy, cho hai bạn uống nhau nè. Gì đây? Bạn chụp ánh à? Hình như bạn đi đúng rồi, chụp ánh bên này. Ôi. Bây giờ ơi, con rồi. Bánh nó lại rụng rồi. Đúng rồi. Thôi chạy đi, một tay cầm thôi. Hình như là đang dọa ma nhau ấy. Đúng luôn đấy, bạn này dọa bạn kia.
xong bắt đầu là bạn kia cú dọa bạn này. Ôi, cãi nhau rồi. Wow, nhu thật luôn. Ơ, sao lại cười cách cách rồi? Bắn súng. Bùng. Ơ, nhưng mà hai bạn này suốt ngày cãi lộn nhau như này á. Không, hai bạn này cãi lộn nhau rồi thì hai bạn này sẽ chuyển sang nhảy cùng nhau nha. Bây giờ là anh sẽ chuyển sang chức năng nhảy này. Đó, ui. Hai bạn nhảy đi cho mình xem nào. Đấy chưa. Thông minh thật sự luôn. Ten 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 ten. Ui ui ui. Nhảy lên, nhảy lên, nhảy lên, nhảy lên. Nhảy. Nhìn khuôn mặt này. Như kiểu các bạn ấy đang đi vào ba anh Thắng nhỉ? Đúng. Hai bạn này còn có chức năng gì nữa không hả anh Thắng? Còn nha. Hai bạn này còn có thể chơi được cả game nữa. Wow. Bây giờ anh Hằng Nga chơi trò Rack of Right. Chọn bên trái hay là bên phải? Đấy, Hằng Nga chọn đi, nó đang cháo gở. Chọn là bên trái hay là bên phải? Em chọn bên trái. Bên phải. Một bạn khủng long. Hai cái mũ ảo thuật kìa. Để anh, nó chuẩn bị cháo kìa. Đó. Uầy, nó còn chả cho xem bên trong là có cái gì trước. Chọn bên trái đi. Wow, một chú ếch. Một con ếch. Uầy, tiền này. Túi tiền. Bên trái hay là bên phải? Hằng Nga chọn đi. Em chọn, hôm lần này em chọn bên phải đi xem nào. Wow, có tiền. Rồi, hai cái hũ này. Bên trái. Bên phải. Để có gì đây? Con rùa. Một con rùa. Robot bảo là Hằng Nga xấu gái đi. Robot bảo Hằng Nga xấu gái kìa. Con robot này hư thế, anh Thắng cũng hư. Bây giờ là chơi bắn súng trên cái con robot này luôn. Bắn súng này. Nhiều súng chưa ngay. Wow. Đó, một súng, hai súng, ba súng. Chỉ có ba loại súng rồi. Anh sẽ chọn khẩu này. Lên đạn này. Bắn con ốc xê này. Bắn, độ trúng luôn. Để anh. Bắn, bùng, trúng luôn. Wow, chuẩn bị này. Con ốc xê, bắn. Trúng luôn, nó vẫn còn sống kìa. Chú, rồi. Ê, bắn sượt mình rồi, nó tấn công mình đấy. Nó đã bị tiêu diệt rồi. Hôm nay Hằng Nga có gì khó anh đều làm cho hết luôn. Tuyệt vời, cho anh Thắng 1000 điểm nha.